Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món tôm xào với tỏi và bơ nha các bạn. Mớ tôm có đầu này, trong đây có gạch nè. Hôm bữa mình mua đó, mà con nào con nấy nhìn cũng bự lắm nha các bạn. Giờ mình đang xào tôm lên một chút và mình chỉ nêm thêm bột gà. Và mình bỏ vô bơ á các bạn. Mình thích xào tôm với phi tỏi cho nó thơm. Xào lên sau đó mình sẽ bỏ bơ vô xào chung với nhau lên. Cái mùi nó thơm. Mớ tôm này á mình mua thì trong đây nó có gạch nhiều lắm. Cho nên lúc mà xào lên đều á thì nhìn cái màu tôm á nó rất là đẹp. Nãy giờ đứng xào đó các bạn, nó bốc lên nghe mùi thơm dễ sợ luôn. Và bây giờ mình bỏ thêm một mớ hành lá mình cắt nhỏ nhỏ và ớt vào đây luôn nè các bạn. Rồi mình xào lên. Cũng sắp xong rồi đó các bạn. Và mình đã làm xong món tôm rồi đó các bạn. Giờ mình cũng sẽ chiên bánh tét ba màu luôn nè các bạn. Giờ mình cũng chiên xong luôn rồi nè. Và bây giờ mình sẽ chiên qua món khô cá tra. Khô này á mà chiên xong á giòn á, ăn cơm á cũng hao cơm lắm các bạn. Nhưng mà món khô này á mình cũng đừng có nên ăn nhiều quá nha các bạn. Ai mà bị cao máu mà cao mỡ nữa mà ăn cái món khô chiên này á, mình nghĩ chắc nó sẽ làm cho cao máu nhiều hơn đó các bạn. Mình thấy cũng nhiều người Việt Nam mình cũng thích ăn loại khô này nè các bạn. Mình thì lâu lâu mình mới ăn thôi. Mà mới khô này thì hôm bữa chị của mình đi Việt Nam qua đó, chỉ cho mình. Sẵn hôm nay mình nghỉ ở nhà, mình lấy ra mình chiên luôn đó các bạn. Mình chiên cũng sắp xong rồi các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy thích, các bạn bấm like, subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Và mình xin chúc cả nhà mình có được một ngày bình an và hạnh phúc. Bye bye.